Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với cái kênh Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Thế thì bây giờ như các bạn nhìn ở phía sau lưng tôi á, đã là 10 giờ đêm rồi. Đó. Thế nhưng mà tại sao 10 giờ đêm trong khi mọi người rằng là đang chuẩn bị là đi ngủ rồi là hay là xem một bộ phim giải trí hay là làm những cái việc linh tinh đấy thì tôi lại phải ngồi đây tôi làm cái video clip này đó. Thế là bởi vì tôi chia sẻ với các bạn luôn là nó vừa có những cái thông tin rất là mới trong cái ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, nhưng nó cũng vừa gợi mở cho chúng ta những cái câu chuyện ở sau đó nữa. Đó là một cái nền văn hóa làm việc mà tôi cảm thấy rằng là hầu như chúng ta lại vừa quen vừa lạ đó. Cái thông tin mới nhất trong ngày hôm nay á, nó gồm có hai cái thông tin. Cái thông tin mà bà Thứ trưởng Kim Thoa đấy, Thứ trưởng Bộ Công Thương thì đã bị phát cái lệnh truy nã rồi. Thì như clip trước thì tôi cũng đã chia sẻ rằng là khi mà đưa ra cái lệnh khởi tố này thì bà ấy cũng đã ở nước ngoài rồi đó. Cho nên nếu mà có về kịp hay chi thông báo gì với cả bên Bộ Công an thì đương nhiên là cái việc bà bị khởi tố là điều tất yếu. Cái việc bà ấy bị truy nã là điều tất yếu. Đó là cái mà tôi đã chia sẻ từ những video clip trước. Các bạn có thể là tìm lục lại trong những video clip của tôi. Nhưng mà cái thứ hai á, nó là một cái thứ nó cực kỳ liên quan đến cái thành phố mà tôi đang sống. Ngay tại cái thời điểm video này quay thì nó tại là thành phố Hà Nội. Mà ai cũng biết rằng là chủ tịch của thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung. Thế thì nó có cái gì hot ạ? À? Ông Nguyễn Đức Chung thì ông ấy lùm xùm qua rất là nhiều vụ rồi. Từ cái vụ mà mua thuốc tẩy nọ kia, rồi đến cái việc trúng thầu tại cái công ty Mai Hoa, chỉ là một cái siêu thị nhỏ do bà Mai Hoa là vợ của ông Trung ông ấy làm. Rồi là lùm xùm lớn nhất là cái vụ Nhật Cường, thì đã vừa rồi là bắt cái ông anh của Nhật Cường rồi đấy, anh của Bùi Quang Huy, chủ Nhật Cường. Còn Nhật Cường, còn ông Bùi Quang Huy thì ông ấy vẫn đang bỏ trốn và tới nay thì vẫn chưa bắt được đấy. Thế nhưng mà nó lại có một thông tin thú vị với ông Trung ở trong cái ngày hôm nay á, đó rằng là hai cái người thân tín của ông Trung là bị bắt. Thứ nhất là bên thư ký của cái tổ giúp việc đấy, của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì để mà tôi chia sẻ thêm các bác một chút rằng là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội á, nó có một cái tổ nó gọi là tổ giúp việc đấy, chuyên làm những cái mệnh lệnh hay những cái chỉ đạo trực tiếp từ phía của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đấy. Thì cái anh thư ký này là cái anh thư ký ở trong cái tổ đó, và vừa rồi anh đã bị khởi tố và bị bắt đấy. Thì một người nữa cũng quan trọng không kém đấy. Thì đó là đó quan trọng không kém thì đó là một cái người mà hàng ngày chưa ai gặp được nhiều như ông đấy. Kể cả những cái người mà bạn xung quanh, rồi là tất cả những nhân viên dưới quyền, rồi là tất cả những cán bộ công chức ở trong cái nơi mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì sẽ không có được cái thời lượng nào gặp nhiều bằng cái anh này. Thì đó là cái anh lái xe của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Thì cái link bài báo thì các bạn đã nhìn ở bên tay phải tôi, thì các bạn cũng đã thấy rằng là bên tờ báo Tuổi Trẻ cũng đã ghi rất rõ rồi. Mọi thông tin tôi đưa lên thì đều là từ những cái thông tin chính thống, chứ không phải là những cái tin fake nọ kia đó, giật tít câu view rồi linh tinh này nọ. Đó là cái mà cái kênh này sẽ không bao giờ đưa lên ở trên cái kênh của tôi đấy. Thì báo cáo với các bạn như thế để các bạn biết và nắm rõ. Thế thì cái câu chuyện nó hay ở chỗ nào? Câu chuyện nó hay ở chỗ là một chút nữa thì còn liên quan đến cả Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nữa cơ đấy. Nó hay ở chỗ là như thế này. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện rằng là cách đây khoảng gần một năm thì có đi công tác đấy. Thì có đi công tác thì trong cái công tác đó nó có một cái gặp qua qua kiểu lễ nghi với một bên nhà nước đấy. Thế sau đó thì rằng là một cái vị phó giám đốc sở là có gợi ý đi ăn, thì chúng tôi là cũng có đi ăn. Thì trong đó là anh bạn của tôi ấy, là giám đốc công ty đấy. Thế thì là anh có thì thầm to nhỏ gì với cả bên cái anh phó giám đốc đấy. Thế thì sau đó thì anh phó giám đốc thì anh ấy rất nhẹ nhàng, anh ấy bảo rằng thế thì chút nữa có gặp lái xe của anh. Đấy, nó hay không ạ? Đấy. Thế thì anh lái xe thì anh ấy cũng ngồi cùng và anh ấy cũng ở góc bên kia, nhưng mà không uống rượu bia, kiểu vậy. Thế thì sau đấy thì các bạn cũng đã biết rồi, kết thúc cái buổi đó hoặc là ở chỗ nào, lúc thời điểm nào mà tôi không nắm rõ,
Thế nhưng mà sau đó thì anh ấy cũng gặp anh lái xe và kết thúc về báo cáo với tôi rằng là mất một cái khoản là cũng khá khá. Đấy. Thế thì khoản này là gửi cho anh lái xe hay là gửi cho một cái người sếp của anh lái xe thì cái này là tôi cũng không biết. Nhưng mà các bạn đều biết rằng là cái văn hóa xung quanh của người Việt Nam á, đấy, khi đi làm á, thì có những cái vị trí nó không thể thiếu thiếu được. Đấy, nó rất là quan trọng. À, với những doanh nghiệp khác thì cái vị trí đấy nó gọi là thấp lắm. Đấy, gọi làm nghề lái xe thằng mặt kiếp kiểu kiểu vậy. Nhưng trong cơ quan nhà nước mà nhất là được lái xe cho các sếp thì thôi rồi. Tôi nói thật với các bác rằng là để làm được lái xe cho các sếp thì không chỉ đơn giản có mỗi cái kỹ năng lái xe đâu. Nó còn rất là nhiều thứ nữa. Thứ nhì lợi hại ấy là các anh thư ký. Đấy. Các anh thư ký thì anh ấy sẽ là nắm bắt chỉ đạo rồi anh ấy soạn thảo những văn bản rồi anh ấy gợi ý và thậm chí là anh ấy lôi đối tác sang một chỗ nào đấy để anh ấy nói nhỏ, nói riêng. Đấy. Thì ngay cả trong cuộc họp hay ngay cả trong cái làm việc ấy thì cái sự bật mí của người thư ký ấy, nó rất là tốt trong cái việc mà nắm bắt cái tinh thần của những người sếp ở trong khối nhà nước. Thì đấy là chia sẻ với các bác rằng là cái vai trò của thư ký nó rất quan trọng lắm, nhưng nó không phải không. Thế một cái nữa tại sao tôi lại nói liên quan đến đến ông Vũ Huy Hoàng. Thế thì hầu hết những ai làm đã từng làm việc với ông Vũ Huy Hoàng trong khối nhà nước và kể khối tư nhân hay là bất kỳ một cái khối nào đó thì luôn luôn có một cái câu châm ngôn nó rất nổi tiếng, đó là thế mày đã hỏi chị chưa. Đấy, các bác thấy hay không ạ? Thế mày đã hỏi chị chưa. Đấy, thì báo cáo bác ấy, các bác ở đây á, là chị ở đây á, là vợ của ông Vũ Huy Hoàng. Đấy, thế thì nhiều nhiều rất là nhiều những cái thông tin xung quanh cái việc đấy đó. Thế thì một người vợ mà không nắm một cái chức quyền cụ thể nào cả. Đấy. Không không cái chữ ký của bà cũng không một giá trị gì cả. Thế nhưng mà tại sao nó lại quyền lực ghê gớm đấy? Nó lại quyền lực nó ghê gớm kinh nhá. Thì các bác thấy rằng là ở Việt Nam ấy có những người nó có quyền lực kinh khủng. Đấy. Anh lái xe, anh thư ký, đấy. Rồi là vợ. Đấy. Thì các bác mới thấy được rằng là khủng khiếp. Và cái này nó không có văn bản nào hay là không có cái gì nó quy định rõ ràng trong cái việc này, đúng không ạ? Đấy, thì để mà các bác thấy rằng là nó hình thành đến cái nếp văn hóa, nếp tư duy, cái cách hành xử ở trong mỗi chúng ta ở đất nước Việt Nam. Có bác nào ở Việt Nam thì các bác đi làm với khối nhà nước thì các bác cũng nắm thừa rồi. Đấy, rồi là chị vợ các thứ rồi đi oai lắm, tất cả mọi người oai lắm. Đấy, thì mới thấy rằng là vợ các sếp nó cũng có một cái vai trò nó cực kỳ quan trọng đấy ạ. Đấy. Mà đáng nhẽ cái vai trò cực kỳ quan trọng này ấy, nó phải thuộc về những người có chuyên môn, có thẩm quyền. Đấy. Nhưng tại sao lại thuộc về một người mà không có chuyên môn cũng chẳng có thẩm quyền, suốt ngày chỉ có đi spa rồi nọ kia, thế mà cuối cùng quyền lực ghê gớm mà. Đấy. Thì đây là báo cáo với các bác rằng cái văn hóa này nó rất thú vị và nó cũng rất hay và nó cũng là một cái để mà cho chúng ta thấy rằng nó hình thành từ chính chúng ta luôn chứ không phải là ai khác cả. Đấy. Thế thì nó muôn hình vạn trạng mà để giải quyết được nó mà theo cái căn cứ pháp luật ấy, thì nó vô cùng là khó. Đấy. Ai cũng biết nhưng mà khó chống lắm. Đây là cái mà tôi chia sẻ với các bác rằng là gọi là thư ký lái xe rồi là mày đã hỏi chị chưa, thì đấy là cái mà cái văn hóa mà các bác nên xem vào và tự hỏi rằng là nó có buồn cười không. Còn tôi thấy rằng là nó rất là buồn cười đấy, nhưng nói vui vui vậy thôi. Chứ còn nếu mà anh lái xe mà khai ra một vài cái gì đấy, đấy, hoặc là anh thư ký khai ra một vài cái gì đấy thì xin báo cáo bác là anh Trung đợt này là cũng xong đấy. Xong, tôi báo cáo bác như thế thì các bác thấy rằng là trước kỳ đại hội ngoài những cái tin này ra thì nó còn rất nhiều những cái tin khác nữa, thì các bác hãy đăng ký kênh để mà chúng ta thì cùng bình luận, chúng ta thảo luận về những cái vấn đề gọi là mang tính tiêu điểm và thời sự của đất nước. Rất cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.